Anonim nè. Nó mà ở đây người ta chiêng, người ta không ấy. Ở đây nó bỏ là không người bên này nó không chụp ảnh. Thế á? Không chụp ảnh. Không. Thế thì nice. Thế thì nice. Very nice. Em ngồi riêng ở đây cũng được chị Hèn ạ. Nhưng bà không muốn chụp. Em tên là gì? Em em ở đâu? Quê em ở đâu? Ở Nam Định. Em sang đây bao giờ? Sang hôm 18. Hôm 18 tháng mấy? Hôm 18 tháng 18 tháng tháng 8. Ừ. Em thấy cuộc sống công việc của em ở đây thế nào? Bình thường. Thế nào là bình thường? Nói chung là cũng giống như công việc ở nhà mình thôi. Để ông bà chủ phí không? Dạ ông bà đâu rồi? Thì ăn uống thế nào? Ăn uống thì em ăn được, nói chung là cái gì cũng ăn được. Em cũng không kén lắm, mấy đồ ăn cũng ngon, dễ ăn. Ngon hơn Việt Nam không? Ngon hơn Việt Nam à? Ngon như cơm rang ở Việt Nam mình ấy. Cơm gì? Giống như kiểu bữa trưa thì họ cho cơm, ăn cơm với thịt gà, với lại với thịt cừu. Nhưng mà họ nấu nó ngon, giống như kiểu mình ăn cơm với thịt bò, với lại ấy mà họ kiểu nó rang ấy. Chứ không phải là nó vị như nó... Thế thì em có học nấu không? Nấu nói chung từ hôm em sang thì bà chưa dạy cho mình, em chưa học Thế nên cố gắng mà dạy em học nhé. Bà nói. Thế thì buổi sáng mấy giờ em dậy? Sáng thì 6 giờ em dậy. 6 giờ em dậy xong là làm việc nhà. Vâng, quét sân xong rồi là lau dọn trong nhà, rửa bát đĩa xong rồi giặt quần áo. Xong rồi trưa thì lại cơm trưa, thì lại rửa bát đĩa cơm trưa xong rồi đến chiều thì lại cũng lau nhà. Rồi xong rồi tối thì lại chỉ có rửa bát đĩa thôi, làm việc thôi, làm quần áo. Cứ 2 ngày thì làm một lần. Nói chung là cũng bình thường như công việc ở nhà mình. Có những ngày đông con cái đến đông khách thì không biết mình mệt như kiểu. Nó chỉ mệt như kiểu mình đi cấy một buổi. Xong rồi mình sáng ăn nó lại bình thường. Thế em thấy cuộc sống có gì khó khăn không? Em, đối với em thì mình là bình thường chẳng gì. Nói chung là mình là khó hay không là cũng là do ở mình. Với lại mình nói chung là mình cảm thấy rằng là mình cứ coi nhà họ như nhà mình thì dễ sống hơn. Còn chủ người ta đều quý tốt cả trẻ con, thế mình yêu trẻ con là được không? Nhà em có bao nhiêu trẻ em? Nhà em thì có 3 cháu thôi. Thế nhưng mà ở đây cơ, nhà rất nhà chủ. 4 đứa trẻ. Sao bà có 9 người con rồi? 9 con nhưng mà ở đây có 3 người nữa thì 1 gái, 2 trai. 1 gái, 2 trai và đi làm. Trẻ con đấy rất đáng yêu đúng không? Mình cứ nói chuyện, hàng ngày đi, nói không tập nói đi thì sẽ nói được như là thì nó sẽ rất là vui. Đang hiểu đấy thì mình đang hiểu với nó thôi. Mình chải đầu hoặc là đánh móng chân móng tay cho chúng nó rồi chúng nó quý rồi. Nói chung là em nghĩ là chứ còn thực ra thì đi làm thì chẳng ai, em nghĩ nói chung là cũng là do tư tưởng của mình nữa. Mình nghĩ là đi làm ấy mà mình nghĩ rằng là mình họ mượn chủ yếu và để làm, nói chung là tiểu thư thì không ai bỏ tiền ra mượn đâu. Mình cứ nghĩ rằng là tôi bỏ tiền, tôi bỏ cơm tôi làm cho bà bỏ cả gia đình tôi. Như thế là đôi bên sòng phẳng, em chỉ nghĩ là hai bên thì nó sẽ dễ sống hơn. Là người ta có tiền, mình có sức khỏe. Em nghĩ rằng em có thể làm đây bao lâu? Em thì trước mắt chỉ làm 2 năm. Trước mắt làm 2 năm đã. 2 năm tiền thì nhiều cũng được, nhưng mà có điều là cái quan trọng của gia đình mình vẫn là cái tốt nhất. Em muốn là con của mình nó sẽ 2 năm em về thì bắt đầu là con trai đi rồi đã về rồi, con gái thì bắt đầu đến tuổi lớn ấy. Em muốn về quản được các cháu tốt hơn. Về thăm nhà nếu mà thấy đi kiếm tiền được lương tăng cao hơn lại tiếp. Chung là em thì tiền không quan trọng lắm đâu, em
trả được, đi làm 2 năm trả hết nợ, chồng đi viện là em nhẹ nhàng ok, với bình thường ở nhà. Thế đấy là quan trọng chứ sao lại nói là không không quan trọng. Còn nói chung là ở nhà thì chồng em cũng đã vẫn làm ra rồi, nhưng mà nếu mà hai vợ chồng làm ở nhà thì phải là 4 năm hoặc 5 năm thì phải trả được hết. Nên là em muốn đi 2 năm, năm trả, em trả hết. Thì về nhà sau đó hai vợ chồng em có vẻ sống không có thương nhau, bởi vì ở nhà em chỉ bán, em cũng phải làm việc nặng. Thật với chị bạn, nhưng mà bây giờ mới đây con bán nó kém, mấy lại đi viện thôi, nó hết tiền cuối cùng cũng đi, đi làm thôi. Nên em nghĩ là 2 năm thôi, còn không quan trọng, quan trọng là vợ chồng.